Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, không được nghỉ nhiều, thay vì đi xa, nhiều người chọn cùng gia đình đi mua sắm, nấu những bữa ăn ấm cúng tại nhà hoặc ra hàng quán ăn uống. Bữa nói hơi đặc biệt hơn tí. Ngày thường thì ăn thường thôi, thì có lễ thì cho con cháu ăn lẩu gì kia nhé, cho đến vui. Theo ghi nhận, trong ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, tại một số siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách mua đông nhưng không đến mức phải xếp hàng dài chờ thanh toán. Hàng hóa đa dạng được bày bán khắp siêu thị, từ hàng gia dụng, nông sản, thủy hải sản đến những nhu yếu phẩm hàng ngày được bày trí khắp các kệ hàng, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Một số mặt hàng được mua nhiều là thịt cá, rau củ, phục vụ bữa ăn. Những thực phẩm chế biến sẵn cũng ghi nhận được sức mua mạnh. Trong đợt này, các siêu thị khuyến mãi nhiều mặt hàng và tăng cường hàng hóa hơn những ngày thường. Người mua cũng tranh thủ để mua về cho gia đình những mặt hàng cần thiết trong dịp này để tiết kiệm chi tiêu. Ngoài các mặt hàng khuyến mãi, giá cả một số mặt hàng khác trong siêu thị cũng không dao động quá mạnh.